miêu tả ngôn ngữ theo lời bài hát để đoán tên bài hát và thể hiện. Các đội cứ luân phiên bốc thăm thực hiện. Một người miêu tả, một người trả lời tên bài hát, một người phải hát lại được. Cứ hoàn thành đúng nhiều hơn 2 điểm. Tôi là cái đứa mà dở viết bài nhất luôn á. Bà là biết nhiều mà. Không lẽ tôi đoán bài bà hát? Mớm bà hát đi. Cũng không được. Bà phải là người diễn tả. Hai đứa mình, một đứa đoán, một đứa hát. 1, 2, 3. Biết mà ông này hay ra vậy đó mà. Rồi quyết định sao? Thầy hít không à, mày hít không bóc đi. Dạ, rồi, dạ. Bên đây trước nè. Bà giữ. Xe đạp ơi. Từ từ diễn từng chữ thôi. Ứ. Ba chữ. Mưa. Mưa, mưa là chữ thứ mấy? Mưa. Mưa phía sau hả? Mưa sau. Mưa sau cuối. Cô gái. Rồi, em gái mưa. Rồi, mà đúng, chính xác, chính xác. Bây giờ quan trọng hát nè. Em gái mưa hát sao trời, quên rồi. Hát gì? Cố lên nè, em chắc từ nè. Không có biết cái bài đó. Biết cái tựa thôi. Mưa rơi cả bầu trời nắng. Mưa theo những nỗi buồn. Chính xác rồi. Ước đắm hệt sầu men đắng. Đúng rồi. Sai lời rồi. Sai một chữ nha. Đúng rồi. Cho người ta hát đó. Nhưng mà thôi em phải bàn lại là không có được hỏi. Phải vậy không, vậy không, vậy không. Ở bên đây xác nhận là không được. Giờ chỉ được tả thôi nha. Tả thôi. Không được bàn luận nữa nha. Đâu có bàn luận gì đâu. Hai người bàn với nhau thôi, không được chứ. Ok. Khó người ta cũng khó mình luôn á. Rồi bên đây dẹp con cái đi. Một chữ à. Rồi đây. Chính xác các bạn đoán hay quá. Bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng lại bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên. Bay lên trong không một nào. Rồi im đi. Trái tim. Trái tim. Một chỉ đầu. Chữ thứ ba. 1, 3. 13. Từ chữ 1 tới chữ 3. Xa. Chữ số 4. Nhớ. Xa nhớ. À. Em xa nhớ hả? Cái gì gửi người xa nhớ gì đó? Gửi anh xa nhớ. Gửi anh xa nhớ. Gửi anh xa nhớ của Bích Phương nhưng mà không biết hát. Mà này không biết hát. Dở ẹt luôn, trời em biết hết trơn luôn. Đợi đi, tí đợi. Mày bóc gì đâu mà bài khó đâu mà. Gửi anh xa nhớ, không biết nào, bạn Bích Phương. Gửi anh xa nhớ. Bạn nói Bích Phương mà nó mới lắm. Nhớ chưa? Cô không biết hát, không biết hát. Không biết hát. Anh xa nhớ. Dạ thôi, em đi, mình chứ. Em lâu lắm, không biết, từ tay. Coi như là không ai có điểm hết á. Sao cười vậy? Ba chữ. Con heo. Con heo đất. Ok. Sao đoán gì? Con heo đất. Chính xác. Nó bài với em. Mẹ mua em con heo đất. Mẹ mua em con heo đất. I o i o. Làm sao cho heo mông lên. Làm sao cho heo mông lên. I o i o. Gì mà thấy dày sọc vậy trời? 4-5 chữ như vậy. Mấy chữ vậy? 4. 4 chữ. Rồi. Rồi cắt làm đôi. Rồi cắt làm đôi. Hai chữ đầu trước đúng không? Ừ. Hai chữ đầu trước phải không? À con bắt bóng. Bóng. Bóng gió. Bóng mày. Bóng bóng bằng bàn má. Bóng bóng. Bóng bóng bằng bàn. Đúng rồi hả? Bóng bóng bằng bàn. Đúng rồi, đúng rồi. Bóng bóng bằng bàn. Lên âm nhà con bằng. Đúng rồi, đúng rồi. Bạc nhà ta. Bóng bóng bằng. Bóng bóng bằng bàn. Đúng rồi. Phải. Sai rồi. Sai giai điệu. Đúng rồi, mà sai giai điệu. Cái đó là trong kịch. Còn cái này là bài hát khác. Trong kịch. Cái này là hát theo kiểu dân gian, cái kia là hát theo kiểu của nhóm ba số ba nè. Bông 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 bạn bạn này. Đúng rồi, hát là chị hát sai rồi. Nhưng mà cái này là lời kịch hiểu không, chứ không phải là lời bài hát kia đâu. Ba kể tính đi. Bài hát kia vậy nè, đúng đúng y chang vậy nè. Bông 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 bạn bạn lên. Ôi trời, một bài nó thiếu đóng gì cách hát. Thôi thôi đại đi đi. Ba dễ người dễ ta thôi. Đại đi, không thể không thể. Dễ người dễ ta, đừng có người khó ta. Không phải hiện tại dễ hiểu không? Ok, ok, hợp lý. Cái bài dễ mà vậy đó, đúng rồi, phải chắc từ đâu. Mà ở dưới đây là phải hỏi đi.
đây. Coi 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 nó đang lợi được mình còn giật kìa. Coi cho nó dễ hoài. Nãy giờ nó dễ hoài. Khó rồi, khó rồi, khó rồi. Nó dễ nữa rồi, dễ nữa rồi. Khó rồi, khó. Cái mặt nó cười là khó. Cây đàn sinh viên. Cây đàn sinh viên. Đời sinh viên có cây đàn guitar. Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà. Có cùng bạn nhớ cha. Bỏ tài luôn á. Ngân xíu nhớ. Nhóm đi rửa tay với Xuân quá. Xuân nhóm bấm cái hai câu đi bảo. Xui quá, xui rồi. Không, nãy giờ mình vẫn đoán trúng hết mà, mình có đoán thật đâu. Chị đi nó mới... Trời ơi. Trời ơi. 3, 2, 1 bắt đầu. 3 chữ. Không có quen. Không là đúng chưa? Chữ đầu không là không phải rồi. Dạ có. Chuyện đã gì kỳ không hay đúng vậy. Cái gì động tác gì khác con ơi? Lạ. Người lạ. Người lạ ơi. Người lạ ơi. Đó, ca sĩ cho tôi mượn bờ vai. Mượn rồi thôi cha đừng vội vàng quá. Thằng này nó diễn dở quá. Nó lại cái này em phải diễn chưa? Người lạ vậy. Đù. Còn em phải là cho. Đi 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 đi. Ok ok. Chữ mẹ nó mới dở lời. Trời ơi. Bây giờ làm khác nha. Làm cho khó. Thôi. Bạn gái nó lên vô. Giờ khó thiệt nè. Ở đừng có cười. Ô mai chuối hả? Ô mai chuối. Anh đi cơm. Anh thích chú tay chú ta. Anh mang chú cho anh nha. Đêm nay tao quạt trong bàn. Đêm em đang cúng rồi nha. Đừng nói chú nữa. Em scan cơ này lên cuối. Rồi tụi mình vào đám cưới. Đuối. Để chị bóc cho. Chị bóc đi. Chị bóc kìa. Chị bóc, chị bóc đi. Chị diễn luôn cũng được. Tùy chị à. Em thấy em đứng dưới đây em ổn hơn. Rồi bắt đầu. Cái gì bám méo nữa rồi. Đừng có buồn chị. Mấy chữ đây, mấy chữ. Bốn chữ. Mưa. Mưa. Ngang. Mưa ngang. Ngang phải không? Chữ thứ hai ngang. Rớt. Đầu. Bây giờ chữ đầu là mưa. Chữ đầu mưa đúng chưa đã? Đúng chưa? Chữ thứ hai là mưa. Cơn mưa. Rồi. Cơn mưa ngang qua. Trời ơi. Mà này đứng như rap rồi đó, cũng Sơn Tùng mà. Vậy hát to lên. Nụ cười em đang ở đâu người ơi? Và bờ môi em đang ở đâu anh tìm? Tìm hoài không thấy ta đang làm gì? Sao nhớ hát lẻ lời rap mà không thuộc? Ở cái bài ổng nó vô luôn á. Xin nhớ đúng rồi. Vì em đã xa rồi tình anh cứ trong màn đêm. Vì em đã xa rồi tình anh cứ trong giấc mơ. Em bước đi chờ. Em bước đi rồi. Hay hay hay. Anh giỏi. Đi mà. Tiếp. Nếu mà hát bài này tôi chỉ thuộc. Cơn mưa ngang qua đêm đi xa vậy thôi. Mẹ nó cười nữa nè, nó cười nữa nè. Cười nữa đi. Đó thấy chưa. Nhóm này hay với hát bàn tay. Bàn tay thần, tay vàng gì đó hay. Năm chữ. Bài thứ ba, chữ thứ ba. Một. Ba. Ba. Hai ba. Gì vậy? Sao hồi nãy không tìm trước đi? Nó lên. Bật lửa. Mẹ. Lửa. Đèn cày. Cày. Đốt. Cái gì? Cây. Cây. Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến lung linh. Nè, nghe ta hát. Xuống rồi này đi chết đi. Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba con nến lung linh. Hôm nay chung mình quá thông minh, nó không nghĩ mà nó tốt thôi. Mấy bài của đội này bài nào khó đâu. Chị đoán quá sao? Tựa. Nhưng mà chị đoán được rồi. Chị sai chỗ phần hát thôi mà. Bây giờ là hồi nãy là ba đều thì sao vòng thi này? Rồi bác sơ gác 5-3. Rồi. Trốn tìm hai hiệp. Đổi vai trò. Một đội săn bắt, một đội đi trốn. Trong thời gian 10 phút, đội trốn vừa phải thực hiện các nhiệm vụ bí mật của mình. Nhiệm vụ này sẽ được đọc nhanh một lần duy nhất cho tất cả các thành viên đội săn bắt cùng nghe, nhưng không nêu tên người thực hiện. Lưu ý, chỉ khi nào có hai người mới được lột bản tên của một người đối phương. Thực hiện một nhiệm vụ
1 điểm. Đội có tổng thời gian trốn lâu hơn 2 điểm. 1, 2, 3. Nghĩ là mình bắt trước thì mình trốn trước à. Thôi, mình lão là mình bắt trước luôn. Em trước như, hả? Như mình nghĩ đi. Dạ, rồi em ở đây bắt trước. Đây là chúng ta phải sát cánh bên nhau. Ừ, kính. Tay nắm chặt bàn tay. Nhưng mà tiền ở chỗ nào bự bự á. Rồi cái ngồi ba đứa nó tụm lại bắt mình ra. Ờ, chưa chắc là ba người lúc nào cũng sẽ phân ra. Mấy bạn đó sẽ rải ra. Vậy thôi chết thôi chứ thì sao? Mày chết một cách lãng nhách luôn nè. Không được quyền kháng cự luôn. Bạn ở đây á là bạn phải ra thu ngân mà trả tiền. À. Bạn order món xong bạn kiểu gì cũng phải đi ra thu ngân rồi đó bạn trả tiền hết trơn á. Bây giờ vậy hả? Tụi mình đứng ở một góc đi. Mình sẽ phải ăn cây cà lem cheese ngay đây. Và Miko phải đi mua một bịch khoai tây chiên của McDonald's. Mà chốt. Tôi sẽ phải mua xôi của nhà hàng Blue Chili. Blue Chili là nhà hàng Thái nữa đó. Một người ăn khoai, một người ăn xôi, một người ăn kem. Kem là phải tìm bán kem rồi. Hai đứa phải đi một tin. Bây giờ phải hai đứa bắt được đứa. Thì bây giờ khoai bây giờ ba đứa mà nó gom vô cái lên à. Bây giờ mình đứng trên kiếm cái nào mình đứng mình địa coi chỗ nào bắt khoai bắt xôi bắt kem. Trốn thì trốn nhưng mình canh cái tiệm đó là phải dính thôi. Nó có nhiều tiệm lắm. Ôi vậy hả? Đừng có đánh lẻ khó chơi lắm. Phải chiến thuật. Em đi một mình đi, tại em cao to. Chị với này đi một cặp. Chị đi. Nếu mà em bắt được ai thì em muốn lên thì chị sẽ bỏ một chị chạy tới. Còn chị với em phải đi chung để mà có thể mình chinh nước nào là mình lọt đứa đó luôn. Mình phải núp mình rình. Hai đứa đi cách gần. Hiểu ý chị nói không? Nhưng mà mình phải núp, mình phải rình chứ đừng có đi hiên ngang nó thấy mình nó trốn. Cứ lên đi rồi tính. Cảm ơn mấy anh chị ơi, cho quà. Cảm ơn. Em ơi. Làm nhanh chọn nhanh nhanh. Em hay đâu? Em dạ. Chị đang quay hình á. Chị đang chơi trốn tìm á. Chị có thể trốn ở đây được không? Trốn tủ lạnh em nè chị. Được không? Vô chị, vô chị lạnh được là chị vô đi chị. Trời đất ơi. Ê, được không vậy? Được. Rồi có lạnh chết ở trong này không? Chết không, không chết vậy đâu nha bà nội. Trời. Ê, rã hư bánh sao? Em đóng lại giùm chị. Đừng có thể hiện gì hết nha. Đóng lại nha, bán cho chị cây cò lem nha. Anh ơi núp vô. Anh núp luôn đi. Anh núp chỗ nào đây? Ăn cây cà lem nha. Sao bây giờ ăn cây cà lem mà khổ như vậy? Khoai, có thể là khoai ở đây rồi nè. Nhưng mà bây giờ mình phải núp vô, mới canh nó được. Đúng, không à, không chừng đâu đó. Không chừng đang núp đâu trong đây luôn nè. Ở đây bán kem rồi nè, nguyên cái khu này là kem nè. Đâu kem đâu, kem đâu. Nguyên khu này là kem hết nè, kem thôi nè. Núp vô. Đặt máy ở đây là biết phải gần đây. Không đứng đây sẵn là chị nghĩ đi. Rồi, tắt ra nha, không ấy không đi đâu rồi. Bây giờ ông kia thấy không, chị đây. Mấy thím này núp đâu ghê vậy? Có một tầng mà núp đâu ghê dữ à? Nhiều lúc mà nó không mua cái gì luôn á. Nó không mua cái gì luôn á mà nó là nó trốn rồi đó. Ủa núp gì kỹ vậy ta? Khoai xôi kem. Trời không thấy đâu luôn á. Không quá nhiều màu sắc luôn mới thấy. Mình chỉ có một tầng thôi hả? Một tầng này thôi hả? Hai tầng nữa sao chiếm kịp? Đứng yên không được chạy nhá, không có được chạy. Chơi cái này không có được chạy. Thôi liền. Xong rồi thôi, là thả đi đúng không? Thả đi. Đây không nhờ? Không có đâu anh, đâu có bị em lỗi cho chú đâu. Thiệt không? Gương em không? Không có người luôn trời.
Có hai nấc một tủ ra hả? Hai người đủ rồi. Vô đây mà đứt được luôn hả? Đau. Cảm ơn mấy bạn nha. Lạnh muốn chết à. Đứt được tủ đông luôn hả? Ủa nó còn, đội nó còn đứa nào vậy Sĩ Thanh hả? Chị biết hồi nãy kiếm kia ở đâu không? Nó vô vô quầy người ta nứt trong tủ đông á. Không ông nội em cũng kiếm được. Có ai nứt trong đây không mấy anh? Trời ơi có máy quay đứng này nè. Vô đây vô đây vô đây. Cái máy quay nó nằm ở đây rồi. Đi ra đây ăn kem trong này hả? Ra đây nè cưng. Ra ăn kem cưng. Dạ nè. Dạ. Mệt quá. Dễ gì mà trốn được biệt đồ của chúng tôi. Tụi tôi kinh khủng lắm, tụi tôi khủng khiếp lắm. Kinh nghiệm mà, ngày xưa tôi từng đi trốn. Mấy cái này cái bao che nè, hồi nãy giờ tôi nghe kem tôi để ở đây từ đầu đến cuối mà tôi không bắt được. Anh nói nhưng mà thấy anh đứng anh nhìn. Ờ cứ cười nhìn vô kiến thấy ông máy quay đứng đó là biết rồi. Yeah. Hay vậy, hay vậy ta. Thì nằm trong đó phải ăn được thôi. Đâu cái đứa ăn khoai ra đây cũng được. Ăn khoai em nè. Chưa đi. Nấp rồi. Rồi cuối cùng ăn được gì rồi? Ở đây á tụi em là ăn được xôi nè, ăn được kem. Nhưng mà bị bắt hết. Mỗi người 100.000 nè. Hồi mai nãy giữ nha. Ê, không có gì vậy, lúc nào nãy giờ tôi chạy mà tôi chưa còn kiếm được cái chỗ nào luôn. Một người ăn cơm, một người ăn bánh, một người uống nước. Chứ không biết ở đâu luôn hả? Không, thì vậy là phải đi tìm thôi chứ. Hai không được bắt hai. Cho nên là phải có một cặp hai đi chung với nhau. Sống chơi phải còn cặp hai đi lớn nhau. Chơi lớn ba đứa mình vô siêu thị luôn. Chứ nếu mà dính chậm vô một chỗ là chết. Hiểu không? Phải là chia ra. Chị Cát Tường, cô phải chỗ. Cô phải chỗ và ăn một cái bánh bông lan phô mai. Anh Tím, vừa phải chỗ, vừa phải chỗ mua và uống hết một chai nước dưa hấu. Quang Bảo, mua một set sushi. Bây giờ đứa nào đi với chị đó khó không nè? Rất khó, bây giờ hai người chung nhau đi, hai người hai người mua cái đó khó liền. Em mua cái này xong, đi dọc đường cho chị ăn, tại chị nữ mà chị ăn lâu. Ok nha. Trên đường đi qua với mua cái nước dưa hấu với em. Sau đó em với chị đi chung. Đi chị. Vui quá, vui quá. Vui không? Đi đi đi. Lấy. Em ơi, em có một phần mà set sushi 49.000 không? Dạ có anh. Set nào cũng được, 49.000 là được. Ok, cho anh một set đó, chừng nào có được. Chừng nào em có? 5 phút ạ. 5 phút đúng không? Bây giờ em có chỗ nào cho anh trốn được không? Đi trốn mà đừng có chạy biết hết trơn, giống anh luôn. Anh lối chồng nha. Lối chồng, ừ, ngon, ok. Lối chồng, nhưng mà em, khi nào mà có thì nhớ là đi kiếm anh mà đi từ từ thôi nha. Đừng có thấy. I'll order the food. Ok. Ok, vậy thôi mọi người đi ra ngoài đi, mọi người ngoài. Ok, em, anh sẽ quay lại anh lấy nha. Cứ order giùm anh nha, anh đưa tiền trước cho em. Nước dưa hấu, bánh dưa nước dưa hấu bên đây. Cua na banana gì đó. Em ơi, tiệm mình có bán bánh bông lan phô mai là ở này phải không em? Dạ đúng rồi chị. Ờ, một hồi nữa, bây giờ chị kiếm chỗ chị nấp xong chị em bán chị một cái nha, bao nhiêu vậy? Dạ. Rồi, chị em đưa tiền sẵn luôn, chị nấp cái đã. Dạ đây là của chị. Chị nấp cái gì? Thấy, mấy đứa này nó giỏi lắm em. Có cần em che lại chị không? Nó giỏi lắm, nó rất giỏi, vô đây nó cũng thấy nữa. Vô đây nha. Rồi lấy cái này ra đi, vô liền. Rồi đẩy lại. Đây nước dầu, siêu thị ở đâu vậy ta? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn. Cho con ngồi đây xíu, cô. Con ngồi sát vô thằng xíu thôi, con chỉ ngồi im, con không làm gì hết. Chỉ ngồi im thôi. Anh đứng đó nó mở cửa là thấy anh liền. Trời ơi nó rộng. Mấy con đi đâu rồi? Ồ sao hôm nay em tức kỹ quá vậy? Ở đây hả? Em ơi, ở đây có ai trốn đây không? Ở đây có ai trốn tiệm đây không dạ? Dạ không chị. Chắc không? Có em. Ê, Thanh ơi coi chừng. Cha la kìa. Nè cơm nè. Ai mặc cái áo
chút nữa anh sẽ mua. Em đúng không? Chị ấy rồi. Thanh ơi ra đây che giấu nè, Thanh để lớn mà. Từ từ nè, cười á, giỡn ha. Ăn rồi nha, mua rồi mà. Cơm nhiều khi là sushi nè. Hôm nay vô được không vậy? Không, có đi em mà. Hôm nay hả? Em, có ai trốn ở trong này không? Dạ không rồi. Qua đây hả? Cái bên hả? Kế bên. Thanh ơi, Thanh bên đây, bên đây. Chị có đi. Ờ kệ. Tại sao nước trong đây cũng bị bắt vậy? Nóc ra vô hả? Gì? Mà kiểu là trốn ở đây cũng chưa trốn, mà trốn trong này cũng thấy mày là mảnh đi. Tao thấy mày mà. Thì tao biết rồi, tao thấy quay phim không chạy mà. Mà không cho trốn nữa, giờ trốn đâu? Thôi chấp nhận thua đi. Thì có ai nói gì đâu. Hết giờ rồi hả? Dạ. Giùm cái đi ba. Tao giữ người tôi mới lấy được. Sao mày không lấy điện thoại ra gọi? Nói chung á là em lần đầu làm chốn, lúc đầu lại mua sushi mà sushi là mua mà tới bây giờ em vẫn order chưa có đồ ăn luôn á. Không mua được chưa? Đưa tiền chưa? Chưa, đưa tiền rồi, 10 phút rồi mà vẫn lấy đồ ăn. Thiếu rồi. Thôi tôi nói chung là tôi mua được cái. Rồi vậy đi, tôi ăn rồi, xong. Có mua được không? Tính có ăn được không? Uống rồi. Hết rồi. Mua rồi có tiền rồi mà tôi không có tiền thôi. Thời gian Mixo 5 phút, Miko 6 phút 13, Sĩ Thanh 9 phút, tổng cộng là 20 phút 13 giây. À, Cát Tường 3 phút 45, Tính 6 phút 50, Quang Bảo 9 phút. Tổng em đứng ở trỏng mà 6 phút mấy hả? 19 phút 35 giây. Yeah. Đây là bên đây 8, bên đây 2 điểm. Còn thực hiện nhiệm vụ bên đây mua được mấy người? Bên đây 2 món. Bên đây món là quê. Vậy bên đây thắng, bên đây 2 điểm. Tổng kết lại sau tất cả những cái phần thi ngày hôm nay thì xin chúc mừng đội của Bazo, Nico và Sĩ Thanh đã đội giành chiến thắng. Lần đầu tiên bộ ba này phá lời huyền giành chiến thắng. Bây giờ sẽ tới cái phần hấp dẫn nhất của chương trình, đó chính là vòng lật mặt. Nếu như mà không ai bắt được Điệp Viên thì Điệp Viên sẽ được 1 triệu đồng, nhưng nếu như không ai bắt được Điệp Viên mà Điệp Viên còn nằm trong đội thắng nữa thì về được 500 ngàn nữa, thành 1,5 triệu. Hai người trở lên mà đoán được Điệp Viên thì Điệp Viên sẽ không có tiền, chỉ có đó chia với nhau. Ra nghi vấn ban đầu của tôi sẽ nghiêng về anh Hữu Tính, nhưng ngày hôm nay với cái khả năng chơi của anh thì tôi thấy rõ là anh không phải là Điệp Viên. Tự nhiên một cái linh cảm nào đó mách bảo tôi rằng Điệp Viên nằm trong đội tôi. Mà thường nếu như là Sĩ Thanh thì rất là khó bắt Sĩ Thanh, bởi vì ngày hôm nay không có bất kỳ sơ hở nào cả. Mắt Sĩ Thanh vẫn chưa giật. Bình thường là vậy hả? Cứ mỗi lần nói dối là mắt giật. Còn Lan Trinh thì ngày hôm nay ngay từ ban đầu, những phút giây ban đầu thì cô ấy đã tỏ ra rất là mệt mỏi. Mà tôi chơi xuất sắc chứ bộ. Xuất sắc là do đồng đội mình nó quá tuyệt vời. Mình chơi những cái trò chơi mình đã quen thuộc với nó rồi. Cho nên nghi ngờ của tôi đang nghiêng về Lan Trinh. Tôi đang có xu hướng là nghiêng về khách mời. Thì thường là Điệp Viên á. Thì mà bên kia cũng dở. Hay là bên kia che giấu thân phận. Làm gì dở? Tao đoán được hết trơn, nhưng mà tại vì không biết hát thôi chứ sao dở. Ừ thì nếu mà có Điệp Viên thì không lẽ Điệp Viên che giấu thân phận quá, đúng không? Bên kia thay đổi người lên tả cũng liên tục, tại vì cũng biết được rằng nhiều khi Điệp Viên á, nhiều khi thấy ok có thể tả bài cho người ta hiểu đó, nhưng mà hai người còn lại họ không biết hát thì cũng không có điểm, cho nên nhiều khi cũng phải đổi để có cái người nè, cái Điệp Viên cũng vừa đoán được bài vừa biết hát thì làm sao. Hữu tính rồi, Thanh. Rồi Sĩ Thanh, hôm nay thật sự là khó đoán Điệp Viên quá. Đó là câu nói thường xuyên của Sĩ Thanh. Em nghĩ là cái dòng mà ban tổ chức có thể nhúng tay vô là cái dòng mà mình đoán bài hát và cái dòng mình cho chúng tìm. Đúng. Thì chúng tìm thì ban tổ chức có thể rỉ tai vào Điệp Viên. Thì Điệp Viên sẽ người, nếu mà em là Điệp Viên thì em sẽ là người đi cặp với là một người khác để có thể tìm được cái người kia dễ hơn, tại vì cái nội dung là phải đi cặp, mình không đi riêng lẻ được, cho nên cái người đi riêng lẻ em sẽ loại trừ cái người đó ra. Cho nên là mình nghĩ là một là Cát Tường, hai là Hữu Tính.
Đầu tiên thì tôi cũng nghi bạn tôi là hữu tính, tại vì mặt nó diện tỉnh quá, dáng diễn là mình lừa quá, mình cũng hơi nghi ngờ. Với lại lúc mà tôi phân tích, tôi thử, tôi nhá, tôi phân tích cái vụ điệp viên mà bạn ấy gì phân tích hoài, bạn ấy cứ ngu ngơ không hiểu đâu là điệp viên là như thế nào. Điệp viên thường hay vậy. Nhưng hữu tính là một người rất là thông minh, không thể nào mà đông nằm trong đội tôi mà để cho đội tôi thua. Bên này rất là được ban tổ chức ưu ái. Nãy em có bạn gì đó. Cứ rù rì là ra đúng bài hát, Không, vậy nếu nếu vậy thì là ba đội tụi em biết hết hả? Biết nhau là điệp viên hay sao? Mà bài nào thấy bà Lan Chinh ra nhảy dĩ rất là xuống, bài nào cũng hát. Tại cái bài nào bà biết là bà cũng nhảy luôn. Bài nào không biết mặc được ra là biết liền. Em ca sĩ mà. Ủa chị cũng ca sĩ vậy? Ca sĩ làm dụng sư à. Chị là ca sĩ nhạc sư á. Để nhạc sĩ chung là tôi nghi Lan Chinh. Em cũng chả biết em nghi ai. Cái game đầu á mà ra mà mấy trăm ngàn ai trả đó là ra tới nơi chương trình mới nói đúng không? Đúng rồi. Hay đúng không? Vậy ở đâu ra mà trong đầu tính sẵn mấy cái đó hay vậy? Tính gì vậy? Người ta nói là năm bữa này biết rồi. Cùng một lúc. Tính cái vụ mà cái đó nhiều người biết hả? Cái đó là chơi hội đầu với anh. Lúc đầu là không hiểu. Chơi hội đầu thì lúc đầu là nghĩ đây, tại vì ông này ông ngồi chị thì tưởng ổng. Bài hát là bển rõ ràng. Nhìn mà mình còn nói ổng thế nào đáng lẽ gì được. Người ta phải biết trước. 4 chữ, 3 chữ gì không? 5 chữ ông cũng làm lia lịa luôn. Người ta phải biết trước. Không có ai mà lẹ vậy được hết á. Tại vì em lẹ lắm em biết. Nói chung là em đồng ý với lại ý kiến của anh Tính là chỉ có cái chỗ bài hát á là cái chỗ đó lộ nhất. Lộ. Rất là lộ, tại vì quá nhanh. Hồi nãy là ông nội này diễn không à, cho nên là chỉ có hai người này biết nè. Liếc cái gì? Không liếc, em nhìn. Mà tại sao từ đầu giờ rất là ít nói mà cứ thích chớp mắt? Là cái tính người ta. Xuống không vậy? Nét của người ta. Sao cúi mặt xuống không vậy? Vậy là nghi bên này nè. Rồi, ok. Bảo tôi nghi đội bên kia, một là Bazo, hai là Nico. Hết. Rồi, chúng ta sẽ ghi. Ghi đi. Giây phút này chúng ta ghi. Chuyện này. Chỉ được ghi một người thôi đúng không? Một người. Phúc San là gạch. Trả lời cho mình. Bản áp rồi, bản áp mới có ăn tiền được hả? Tôi cũng đã có câu trả lời cho mình. Bazo. Bazo. Tên. Mico. Tôi nghĩ chắc Mico. Tân, để một cái tân khác. Rồi. Hai đứa là chia tiền. Hai đứa là chia tiền. Mico đang chỉnh. Mico là chia ba. Sita. Sita. Ủa, hôm nay Bảo không có. Sita đây. Bảo. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì hôm nay điệp viên của chúng ta là ông hả? Là ông hả? Là ông Bảo rồi. Bạn cứng là biết ai rồi. Là ai vậy? Cát Tường. Bạn Tường không có giúp được cái gì luôn trong ngày hôm nay luôn á. Sao không giúp được? Ta chỉ ở chỗ mặt ra nồ đó mà tại kiếm không ra thôi. Nhưng mà chị không hát được, chị biết đáp án rồi chị. Chị không biết hát bài đó thiệt. Chị phải, chị là điệp viên, chị phải tập chứ. Chị không, điệp viên không có tâm, chị ăn 1 triệu này là không có tâm. Hai thành viên đợi của chị thua. Anh Tính không được quay này không tin tôi vô nữa. Số, tại xuống vậy luôn. Chúng ta hãy cùng chúng ta nấu cần với nhau. Dù mà đổi thua cuộc thì bảo vô điệp viên. Bắt đầu. Đội trưởng đi, coi tuần sau. Giỏi quá rồi, dưỡng sức. Dưỡng sức đi, bây giờ bầu Quang Bảo. Yeah. Cố lên nha Quang Bảo. Cái sao mà có làm điệp viên thì phải lấy 1 triệu.